chào lại tất cả các anh chị em nha. Các anh chị có nghe bài hát rất là da diết không? Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Nhưng mến chào là Nguyễn Nguyễn nha. Vì sao mà mỗi livestream của Nhiên, Nhiên thường mở những bài hát gợi nhớ cho chúng ta về quê hương, về Đảng đã cho ta một mùa xuân. Vì sao mà Đảng đã cho ta mùa xuân? Tại vì trong thời kỳ chiến tranh, hầu như là nhà nhà của chúng ta mỗi độ xuân về đều không có thể được hưởng trọn một mùa xuân yên vui ấm cúng cả. Và sau khi đất nước giành được độc lập tự do, cho hòa bình cho toàn dân, thì chúng ta mới có được những mùa xuân sum vầy, xuân yêu thương, xuân họp mặt. Đó là nhờ tất cả vào công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo tài tình của Đảng đã đem đến cho chúng ta hưởng trọn hơn 45 năm, hơn 45 năm, 45 cái mùa xuân. Cả gia đình của nhà nhà chúng ta được sum vầy hưởng trong nền hòa bình độc lập của đất nước, mà bao nhiêu đất nước khác nhìn vào chúng ta với cái sự ngưỡng mộ. Còn quê hương là gì hỡi mẹ? Thì quê hương đó là đất nước Việt Nam của chúng ta, là một người con của đất Việt. Dù đi nơi đâu, chúng ta hãy nên nhớ là chúng ta chỉ có một quê hương để quay trở về. Đó là nơi mà chúng ta sanh ra và lớn lên, nơi cha mẹ ông bà của chúng ta sanh ra lớn lên và có chúng ta ngày hôm nay. Thì một người con của đất Việt, nếu như các bạn yêu quê hương thì giống như các bạn yêu cha mẹ của mình. Đó là cái câu văn, câu thơ mà Nhiên đã làm, đã bộc lộ cái cảm xúc, cảm nghĩ của mình. Thì yêu quê hương cũng như là yêu cha mẹ mình. Cha mẹ mình có công sanh mình ra, mình luôn luôn nhớ và luôn luôn hiếu thảo. Thì các bạn yêu quê hương thì cũng giống như là các bạn đã có cái sự hiếu thảo, hiếu thuận với cha mẹ mình. Đó, thì như mong là cái tình yêu quê hương đất nước của chúng ta sẽ được lan tỏa trong tất cả các thế hệ đi trước, nối tiếp thế hệ đi sau và đi sau nữa. Hãy dạy cho con cái của mình quê hương là gì. Quê hương là nơi mà chúng ta chào đời, là nơi mà cha mẹ mình đã tái tạo, tái sanh ra mình trong cái kiếp người này. Làm gì thì làm, cũng hãy nhớ về và hướng về tổ quốc. Đó là điều mà một người con của đất Việt hãy luôn nhớ và giữ gìn nó, giữ gìn cái bản sắc dân tộc của mình. Trở lại vấn đề thì có rất là nhiều anh chị em vào hỏi Nhiên về mua nhà ở Mỹ. Nếu như mà họ muốn định cư, họ muốn bán nhà ở Việt Nam và muốn được qua Mỹ định cư rồi mua nhà thì họ phải như thế nào, cái luật mua nhà ở Mỹ như thế nào. Thì cái livestream này của Nhiên vừa rồi thì Nhiên có post bài lên rồi, và Nhiên muốn tất cả các anh chị em chúng ta cùng chia sẻ bài của Nhiên để đem đến cho tất cả các anh chị em, cô chú, những người mà muốn định cư ở nước ngoài sẽ có được những cái kiến thức nhất định khi mà các anh chị quyết định bán nhà ở Việt Nam và đi qua Mỹ mua nhà lập nghiệp. Thì đây là cái chia sẻ của Nhiên, mong là tất cả các chúng ta hãy chọn giá đúng khi mà mình quyết định một cái gì đó cho tương lai của mình. Đúng hay sai và đi thuận đường hay không thuận đường, đó là do chính bạn chọn ha. Chính bạn, khi các bạn lựa chọn rồi, các bạn phải tiếp tục, dù mỏi hay là mệt hay là như thế nào, các bạn vẫn phải tiếp tục đi để mà hoàn thành sứ mệnh của mình trong cái cuộc đời của mình, trong tương lai của mình, đảm bảo cho mình và cho thế hệ sau của mình những cái điều mà tốt, lành, xấu hay là như thế nào đó, thì chúng ta phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Không được oán trách, không được trách là do Đảng, do nhà nước hay là do gì cả. Tại vì Đảng và nhà nước không ai xúi bỏ các bạn phải rời xa quê hương để đi đến một đất khách quê người. Và họ cũng không ngăn cản cái con đường tương lai của tất cả các anh chị em. Đó là sự lựa chọn do chính bạn. Nhưng mà qua đây thì Nhiên chia sẻ cho tất cả các bạn biết
về cái luật mua nhà ở bên Mỹ như thế nào, và khi bạn mua nhà bạn phải trả như thế nào, để các bạn giữ giữ cho mình một cái kinh nghiệm, và bạn chọn con đường của bạn. Một là bạn giữ lại cái căn nhà ở Việt Nam và bạn an cư lập nghiệp, hai là bạn có thể chọn nhưng mà bạn không nhất quyết không được hối hận và không được đổ thừa là do chính quyền Việt Nam hay là do như thế nào cả. Con đường đi của bạn là bạn chọn chứ không ai chọn cho bạn, và bạn bạn có tiến hay lùi cũng là do cái quyết định của bạn, không ai ép buộc bạn, không ai bắt buộc bạn và ràng buộc bạn cả ha. Thì Nhiên đọc tổng cộng bao gồm là 28 cái tin nhắn gửi cho Nhiên hỏi hỏi Nhiên về vấn đề mua nhà ở bên Mỹ. Thì Nhiên chào tất cả các anh chị em mới vào lại nha. Chào Trọng Mã Tử và chào anh trai Trần Hạo Nam cũng như anh An Bình Tâm ha. Thì các anh chị cũng biết là khi các anh chị qua bên Mỹ, các anh chị định cư ở bên Mỹ, nhưng mong là các anh chị định cư thì theo theo cái con đường chân chính ha, chứ đừng theo cái con đường của những kẻ bị đất mẹ từ chối, rồi làm việc sai trái với quê hương, rồi lại mang những cái nỗi niềm tâm tư riêng, khi mà xuân về thì lại hát bài là xuân này con không về, thì lúc đó sẽ buồn lắm. Cho nên là Nhiên mong là nếu như các anh chị gửi tin nhắn cho Nhiên mà quyết định định cư ở nước ngoài theo diện chân chính, thì Nhiên lúc nào cũng chào đón những người con của đất mẹ đi lập nghiệp, đi khởi nghiệp lập nghiệp. Nhưng mà các anh chị có vài anh chị nhắn hỏi với Nhiên là nếu như cháu Nhiên ơi, nếu như cô bán nhà ở Việt Nam và đi qua Mỹ để mà lập nghiệp rồi mua nhà ở bên Mỹ thì như thế nào, có nên không hay là như thế nào, hãy cho cô biết. Thì qua đây cháu cũng trả lời với lại cô là trong này cô nói là cho cô giữ cái tên bí mật tên của cô ha, nhưng mà cháu đọc cái nội dung này thì có lẽ cô nghe và cô sẽ hiểu. Đó là cái tin nhắn cháu đọc cho cô. Thì An Nhiên chia sẻ với cô cái điều này, nếu như mà cô ghi nhận thì An Nhiên rất là vui. Vấn đề là gia đình cô được bảo lãnh, được ông bà nội, có nghĩa là ba má chồng của cô bảo lãnh cô với lại các con với lại chồng của cô đi qua Mỹ định cư, đúng không? Thì một lời khuyên chân thành đến với cô đó là nếu như cô còn nhà ở Việt Nam thì Nhiên mong là cô giữ một căn nhà của mình ở Việt Nam đi. Cô có thể bán tài sản xe cộ hay là tài sản trong nhà băng hay là dòng vàng gì đó cô bán, và cô đem cái số tiền đó làm hành trang cho gia đình đi qua bên Mỹ. Trong thời gian đầu thì thật ra thì nếu như mà ba má chồng của cô bảo lãnh thì cháu An Nhiên đoán chắc là ba má chồng của cô cũng đã lớn tuổi rồi, thì chắc chắn phải có một cái nguồn tài trợ nào đó vô thì mới đủ income mà bảo lãnh cả gia đình cô qua. Thì tất nhiên là ba má chồng sẽ phải chịu tất cả mọi thứ cho gia đình của cô trong thời gian gia đình đi qua bên Mỹ, cho nên là sẽ không có được hưởng quyền lợi nào, chính sách nào của chính phủ Mỹ đâu ha. Cháu cháu chia sẻ luôn cho cô và gia đình không có bị nhầm lẫn là đi qua Mỹ là sẽ được hưởng chính sách của Mỹ, sẽ được an sinh xã hội miễn phí hay là cái gì, hay là bảo hiểm miễn phí hay là đi học miễn phí, không có nha. Cái này là cháu chia sẻ sự thật, tại vì có rất là nhiều người người ta chia sẻ sai vấn đề đó, và họ chính vì vậy mà họ lôi cuốn những người ở Việt Nam chân chính đi theo cái con đường sai trái qua bên Mỹ rồi làm những cái việc sai. Khi mà qua tới nơi rồi họ vỡ lẽ ra họ không được cái điều quyền lợi nào của nước Mỹ, thì cái tư tưởng và cái tâm lý của họ bị đảo lộn, thì nó đã làm cho cái tương lai của họ bị lung lay và đi đi lệch hướng. Cho nên cái điều này cháu chia sẻ với cô là để cho gia đình cô chuẩn bị tâm lý là qua bên này thì cô chưa có đóng tiền thuế nào cho Mỹ cả, và tất nhiên là cô sẽ không có được hưởng những cái chính sách như là bảo hiểm miễn phí hay là an sinh xã hội miễn phí, không có ha.
cô qua đây thì cô chia sẻ với cháu, cô mới có 50 tuổi, 52 tuổi thì gọi bằng cô đi, tại vì cô gọi Nhiên bằng xưng cô với Nhiên thì cháu gọi cô bằng cô luôn. 52 tuổi, con cái chắc là cỡ chừng 18 20 tuổi thôi thì cũng được ăn theo đúng không? Ăn theo đi qua Mỹ. Thì qua bên này thì các cháu sẽ đi học, và đi học trong thời gian đầu thì các hai cô chú cũng phải đi làm để kiếm tiền. Chứ không có thể được hưởng cái tiền già tiền gì của Mỹ đâu ha, 67 tuổi mới được hưởng tiền. Mà trong 67 tuổi, nếu như cô chú mà qua 67 tuổi cô chú cũng chưa được hưởng, tại vì cô chú không đóng cái khoản tiền nào cho chính phủ, làm sao mà được hưởng được đúng không? Chúng ta chưa đóng thuế cho chính phủ thì chúng ta không có được hưởng lắm đâu. Cho nên là qua đây các hai cô chú cũng phải đi đi làm, và các em các cháu cũng nếu như muốn học thì có thể là trong thời gian đầu thì cô chú phải tự túc tiền bạc cho các cháu học, rồi các cháu có thể vay trong cái thời gian đó thì các cháu phải giỏi tiếng Anh ha, muốn đi học là phải giỏi tiếng Anh nha, thì vô học ESL, đăng ký ở trên trường học ESL, rồi sau đó thì nhà trường sẽ sắp xếp theo cái trình độ của các cháu, rồi có thể cho các cháu vào học. Và học thì lúc đó đóng tiền bao nhiêu á, thì lúc đó cô chú liên hệ với nhà trường. Tại vì ngày xưa Nhiên đi học thì Nhiên chỉ biết là Nhiên Nhiên đóng một khoản nhỏ thôi, tại lúc đó Nhiên đi học có 2 năm trường ở trên trường thôi đó. Thì thật ra thì có rất là nhiều người người ta cứ nghĩ là đi qua Mỹ sẽ được miễn phí cái này, sẽ được chính phủ Mỹ trợ cấp và cho tiền để mà học rồi để mà sinh sống trong thời gian đầu. Cái này không có, hoàn toàn không có ha. Người bảo lãnh cô chú qua đây thì người đó phải chịu tất cả mọi trách nhiệm về gia đình của cô chú, và cô chú phải tự túc tất cả mọi thứ ha. Cô chú phải tự thời gian đầu phải đợi cái số an sinh xã hội về, rồi sau đó phải chờ đợi cái thẻ xanh rồi về đầy đủ, có đầy đủ giấy tờ rồi thì cô chú phải tập lái xe. Không, cái bằng không biết cô chú có biết là có bằng ở Việt Nam chưa. Nếu như có bằng ở Việt Nam trong thời gian này, cô chú có thể liên hệ để chuyển qua bằng quốc tế, nhưng mà qua bên này cô chú cũng phải đi học lại để lấy cái bằng ở bên Mỹ nha. Lấy cái bằng quốc tế thì qua đây chỉ chạy tạm thời thôi, nhưng mà chính thức thì các cô chú cũng phải lấy cái bằng lái ở bên Mỹ. Thì sau đó cô chú cũng phải đi làm để kiếm tiền nuôi các em ăn học đàng hoàng. Các em ăn học thì trong một khoảng thời gian sau nữa thì có thể mượn được tiền chính phủ, chứ không, tại vì vô đại học là sẽ tự túc chứ chính phủ không tài trợ cái tiền vô đại học ha. Những người ở bên Mỹ cũng vậy nữa, ở những người sanh ra và lớn lên tại Mỹ cũng vậy, chính phủ chỉ có thể miễn miễn đóng tiền trường từ lớp 1 cho đến lớp 12, nhưng mà đến khi mà vô đại học rồi thì các cô chú cũng thì các bạn cũng phải tự túc đóng tiền toàn bộ hết, chứ không có được cái sự tài trợ của chính phủ ha. Thì lúc đó thì coi thử điểm khuê địch, có nghĩa là điểm tín dụng của cô chú và với lại các em được như thế nào, thì lúc đó theo cái sự hướng dẫn của government là của chính phủ thì người ta sẽ hỗ trợ và tư vấn cho có được mượn tiền đi học hay không. Thì lúc đó thì tiếp theo là cô chú qua tới nơi thì cháu tin là người nhà người thân cũng sẽ giúp cô chú cái điều đó. Nhưng mà cô chú hỏi cháu, hỏi An Nhiên cái vấn đề là có nên bán nhà để đi qua Mỹ không, thì Nhiên chỉ khuyên thôi là nên giữ lại căn nhà ở Mỹ, nên giữ lại căn nhà ở Việt Nam, Nhiên xin lỗi nha, nên giữ lại căn nhà ở Việt Nam, họ đem một số tiền đi qua Mỹ thôi để mà thời gian đầu mình có tiền mà mình trang trải ha. Còn nhà ở Việt Nam thì cái đất ở Việt Nam mình để đó mình sẽ không mất, mình giữ lại cái quốc tịch của Việt Nam mình xin giữ lại, thì giấy tờ mình đem qua đây hết đi, đem theo người đâu của đó, đừng tên ai hết ha. Thì đem theo giấy tờ của mình qua, nhà thì cô chú có thể cho thuê hoặc là để người thân giữ thì hay hơn, đừng nên bán, tại vì bán rồi mai mốt về Việt Nam sẽ khó mà mua lại căn nhà, tại vì giá đất của nhà nhà của Việt Nam càng lúc càng tăng chứ không bao giờ giảm. Mà cái số tiền của các cô chú mà đem qua Mỹ cô chú mua nhà thì như Nhiên chia sẻ ở ngoài tường của Nhiên đó, ngày xưa Nhiên mua một căn nhà của Nhiên là 168.000, trong 5 năm đầu Nhiên trả có 1.240 mấy đồng thôi, thì nhân cho 5 năm là Nhiên đã trả bảy mấy ngàn rồi đúng không đó. Nhưng mà Nhiên mua căn nhà đó là 168.000 thì bỏ vô 20%,
Có nghĩa là bỏ vô là 33.600, 33.600 cộng thuế này nọ nữa là gần 40.000. Mà Nhiên trả trong 5 năm đầu là Nhiên trả là bảy mấy ngàn. Và những năm tiếp theo Nhiên trả giá là 1.600 bao nhiêu để Nhiên coi lại. Nhiên nói chính xác cái con số tại vì Nhiên có bỏ lên cái bill tiền nhà của Nhiên đàng hoàng cho tất cả các anh chị em coi. 1.626 đồng 23 sen. Thì các anh chị hãy nhân lên cho 25 năm. Cho 1.626 đồng 23 sen nhân cho 25 năm có nghĩa là 300 tháng. Thì số tiền sẽ lên tới là 487.869 đồng trong 25 năm. Cộng với lại 5 năm đầu tiên là Nhiên trả hết 74.520 đồng nữa, là số tiền tổng cộng 30 năm là 562.389 sen. Ok, 562.389 đồng. Các anh chị cũng thấy mua một căn nhà 168.000 mà trả trong 30 năm nó tăng lên tới 562.389 đồng, có nghĩa là tiền thuế đất và tiền lời không á, là gần 400.000 đô. Gần 400.000 đô là gấp tới 3 lần, hơn 3 lần, gấp hơn 3 lần nha các anh chị. Nhớ 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 rõ Nhiên nói nha. Và sau khi các anh chị trả đứt căn nhà trong 30 năm rồi thì mỗi tháng các anh chị cũng phải trả tiền thuế đất cho chính phủ. Cô chú nhớ ngồi nghe livestream của Nhiên thì ghi nhận điều này. Ok. Mỗi tháng chúng ta còn phải trả tiền cho chính phủ với căn nhà của Nhiên 1.700 square feet thì mỗi tháng Nhiên phải trả tiền thuế và bảo hiểm, thuế đất và bảo hiểm cho chính phủ là 768 đồng 42 sen. Cái bill của Nhiên, Nhiên bỏ lên tường của Nhiên và Nhiên share vài share vô trong cái nhóm của Nhiên với lại cái trang của Nhiên rồi đó. Các anh chị nào có theo dõi Nhiên thì nhìn kỹ để mà hiểu nhiều hơn và mình lựa chọn cái con đường đúng cho chính bản thân của mình và cho người nhà của mình, tránh cái sự sai lệch, tính toán sai lệch. Thì người ta nói sai sai một một ly là bị đi tới ngàn dặm là như vậy. Nếu như các anh chị cô chú tính đúng thì cái con đường của mình đi nó sẽ khó bấp bênh lắm, mà sai một cái thôi mình đi wrong way, mà wrong way có nghĩa là mình đi sai đường, mình đi sai đường thì mình phải dòng ngược lại, nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian nữa ha. Thì đó là sau khi trả đứt căn nhà trong 30 năm với số tiền là 168.000 mà trả lên tới là 30 năm là 562.389 đồng, thì các anh chị phải nhớ là mỗi tháng mình phải mất hết một tuần lễ làm. Nhớ nha các anh chị. Chào anh Nguyễn Thanh Huyền, chúc một ngày đầu tuần vui vẻ ha. Nhớ nha là mỗi tháng mất thêm một tuần lễ làm chứ không phải là một ngày làm nha các anh chị. Mỗi tháng mất một tuần lễ làm để đóng tiền thuế đất và bảo hiểm cho chính phủ. Các anh chị phải đóng cái khoản tiền này cho đến khi mình xuống lỗ theo diện ông bà ông vải luôn. Rồi đến khi mình chết rồi thì đời con của mình cũng phải đóng tiếp tục giống như vậy. Mình để lại nhà cho con cái của mình và con cái mình tiếp tục cũng phải đóng, và giá tiền sẽ thuế sẽ gia tăng theo thời gian. Chứ nó không phải dừng lại ở cái con số mà Nhiên đưa lên như vậy mãi ha. Thuế đất sẽ còn gia tăng theo theo cái sự lạm phát của kinh tế như thế nào đó. Rồi government có nghĩa là chính phủ Mỹ sẽ đưa ra những cái tăng hay là giảm gì đó, nhưng mà Nhiên tin là tăng chứ không có giảm ha. Ít khi giảm lắm, thường là tăng. Thì số tiền đó nói chung là bên này á, có không phải hồi nãy Nhiên có đọc comment thì có nhiều bạn nói là đa phần là ở nhà thuê không có đâu, người ta mua nhà nhưng mà tại vì người ta không nghĩ tới cái con số đó, người ta không tính tới cái con số đó vì cuộc sống và vì một cái sự riêng tư cho một cái gia đình nhỏ, nên họ không có ở cái nhà thuê apartment nhiều mà họ mua nhà. Họ nghĩ là mua nhà được thoải mái, mình có thể nấu ăn nấu uống, hát karaoke, weekend với bạn bè tiệc tùng này nọ. Họ không nghĩ tới cái con số đóng tiền quá nhiều như vậy. Thật ra rất là ít người Việt Nam tính đến cái con số này.
Cho nên là họ mua nhà và họ nghĩ mua nhà như vậy là có lợi. Nhưng mà thực ra không có lợi nha các anh chị. Cái con số mà Nhiên nói là tổng cộng trong 30 năm là đóng 562.389 đồng đó. Mà cái đó chưa trừ cái số tiền ban đầu là mình bỏ ra là gần 40.000 đô nữa rồi. Có nghĩa là mình trả lên tới thành 600.000. Mua một căn nhà 168.000 thôi mà mình trả lên tới gần 600.000. Gần 600.000. Bên Anh Quốc cũng vậy, nó gọi là thuế địa phương. Thì anh Thanh đồng với ông thì ở xứ tư bản là bóc lột tinh vi. Tại vì chúng ta không nghĩ tới điều đó, chúng ta cứ nghĩ là họ tạo điều kiện cho mình để mình có nhà cửa đàng hoàng, nhưng thực ra ôm cái nhà là ôm một cái nợ. Các bạn, các anh chị ở chung cư, ở apartment, ở chung cư, ở căn hộ bình thường đi, các bạn, các anh chị không lo gì về thuế cả. Và số tiền nó sẽ chỉ là dưới 1.000 là nhiêu đó thôi. Hoặc là ở hai phòng ngủ thì 1.200 là 1.200 thôi, các anh chị sẽ không lo tới cái phần thuế, đất, bảo hiểm hay là gì cả ha. Nhưng mà ở nhà house thì mình phải trả đó mãi mãi và mãi mãi. Rồi sao? Rồi ở đó thì nếu như mà các anh chị trả trong 15, 16 năm, 20 năm gì không cần biết. Nhưng mà khi các anh chị không có job làm, các anh chị 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng gì đó không trả cho nó, thì nguy cơ bị kéo nhà và bad credit, có nghĩa là điểm xấu của tín dụng sẽ đến rất là nhanh. Ha. Thì đây là cái sự chia sẻ của Nhiên, tại vì Nhiên nhận nhiều tin nhắn quá, hai mươi mấy cái tin nhắn hỏi Nhiên vấn đề mua nhà, thì Nhiên chia sẻ như vậy đó. Thì những cái mà Nhiên nói thì nó đều có cái bằng chứng Nhiên bỏ lên trên tường của Nhiên, và Nhiên share trong cái trang page An Nhiên của Nhiên đó. Thì các anh chị có thể vô cái trang page An Nhiên, hoặc là vô tường, nick của Nhiên là nick An Nhiên, hoặc là vô trong cái group của Nhiên là cổ động viên yêu nước, thì các anh chị sẽ thấy Nhiên share bài cái bill mỗi tháng Nhiên trả như thế nào, và cái tiền nó có ba mục, trong này nó có ba mục thì để Nhiên giải thích cho tất cả các anh chị biết. Có nghĩa là một tháng á, là Nhiên trả cho người ta, cho cái tiền nhà á, là 1.626 đồng 23 sen. Trong đó thì cái tiền mà tiền lời không đó các anh chị, để Nhiên coi cái này nó cái này nó hơi bị mờ quá. Tiền lời không á, để Nhiên vô cái hành chính của Nhiên, Nhiên chia sẻ cho. Tiền lời á là 500 mấy đồng lận đó nha. Tiền lời 500 mấy đồng. Để coi chính của Nhiên đâu. Hold on. Đợi Nhiên chút xíu nhé. Cái hình này nó hơi bị nhỏ quá, để Nhiên coi Nhiên chia sẻ. Tiền 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 in chịch có nghĩa là tiền lời đó các anh chị là 590 đồng 18 sen hay sao đó. Rồi tiền thuế đất á, với lại tiền bảo hiểm á, là 768 đồng. Đó, 768 đồng 41 sen. Ha. Rồi số tiền mà các anh chị biết là chị trả vô trong cái tiền nhà có 200 mấy đồng thôi. Trong 1.600 mà nó chỉ trừ ra cái tiền nhà có 200 mấy đồng thôi à. Số còn lại là vào những cái khoản tiền đâu đổ vào đâu không à. Chứ nó không có phải là cái tiền mà mình thực sự mình trả mỗi tháng cho cái nhà của mình là tới 1.000 mấy lần. Đúng không? Tiền 1.000 mấy là mình nó chỉ nằm ở trong 200 mấy đồng nó trừ ra trong cái nhà đó thôi. Cho nên là mua nhà ở bên Mỹ thì các anh chị phải phải suy nghĩ thật là kỹ nha. Đó, phải suy nghĩ thật là kỹ để mua nhà, để mà mình chọn cái con đường đúng cho mình. Còn đã được cái diện đi Mỹ rồi thì Nhiên khuyên là giữ lại cái căn nhà ở Việt Nam, để như ví dụ như mà mình vấp ngã ở bên Mỹ thì khi mình quay về Việt Nam mình vẫn có một căn nhà để mà mình trú nắng trú mưa. Nhiên chào anh người miền Tây và Bình Võ nha. Thì chào Kim Chi nữa ha. Thì các anh chị biết rồi, ở Mỹ họ cũng có tạo điều kiện cho chúng ta mua nhà, nhưng mà khi chúng ta đụng vào căn nhà có nghĩa là chúng ta là giống như là một con trâu để mà cày, mà nuôi nuôi những người tài phiệt, nuôi những người tài phiệt. Vì sao Viên nói, Nhiên nói như vậy là tại vì cái con số mà Nhiên đưa ra các anh chị tính đi,
Có nhiều người người ta không nghĩ tới cái con số này, nhưng mà khi Nhiên đi qua Mỹ và trong 3 năm đầu tiên Nhiên đã tìm hiểu và Nhiên hiểu được cái điều này đó, Nhiên hiểu được điều này chứ. Nhưng mà khi 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 mà mình cảm thấy mình đi mình sống Mỹ, mà ở Mỹ một thời gian khá lâu rồi, thì tất nhiên mình phải mua một căn nhà để cho có với người ta. Đó là cái khoảng thời gian mà Nhiên chưa bao giờ mà xâm nhập vào cái mạng xã hội, thì Nhiên cũng nghĩ lúc đó là mình thật sự là mình nghĩ là mua căn nhà để được thoải mái, để được karaoke với bạn bè. Lúc đó mình còn trẻ mà. Nhưng bây giờ thì mình cảm thấy thật sự là mình hối hận khi mình đụng vô cái căn nhà đó. Không? Các bạn biết là sau khi trả 30 năm đất rồi, có nghĩa là mình làm cuộc sống ở Mỹ là cứ làm để trả bill, làm để trả bill. 1.626 đồng đâu phải là ít đâu. Các bạn phải làm trong gần 2 tuần lận. Đúng không? Các bạn làm trong 2 tuần lễ các bạn mới trả được cái con số này. Đó, có nghĩa nếu như một đầu ăn cơm thôi thì các bạn sẽ trả không nổi số tiền này đâu. Nó phải có 2 đầu ăn cơm, có nghĩa là có vợ, có chồng hoặc là có bạn bè, anh chị em thì mới trả nổi cái con số này. Tại vì 1.600 này rồi mà các bạn còn phải trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xe, tiền thuế xe, tiền tiền bảo hiểm xe, rồi tiền điện thoại, tiền cable, có nghĩa là tiền internet á, rồi tiền ăn, tiền uống, rồi các khoản tiền lặt vặt khác nữa, bảo hiểm thân thể nữa. Nghĩa là 1 tháng các bạn phải làm 5.000 đô, nếu như các bạn có nhà house các bạn phải làm 5.000 đô các bạn mới trả được. Mà đâu phải chỗ nào cũng làm được 5.000 đô, đâu phải tiệm nail nào các bạn cũng làm được nhiều tiền đâu. Có tiệm làm với cái kinh tế của Mỹ hiện tại bây giờ thì làm 6 700 800 một tuần gọi là hú hồn rồi ha. Cho nên là cô chú anh chị nào mà đang có cái nguyện vọng, đang có trong cái diện để được đi Mỹ đoàn tụ gia đình, đoàn tụ chồng vợ gì đó, thì hãy suy nghĩ thật kỹ, hãy giữ lại cái căn nhà ở Việt Nam để khi ta đi, tao trở về, tao vẫn còn được một căn nhà.